Kế toán thương mại nhập khẩu là một lĩnh vực mở rộng với quy trình xử lý các nghiệp vụ, có yêu cầu thủ tục giấy tờ về giám sát của hải quan các nước và phải am hiểu về các luật định. Thương mại nhập khẩu chính là mảng thương mại, phân phối và xuất nhập khẩu ủy thác. Khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về công việc của một kế toán trong công ty thương mại nhập khẩu, thành thạo mọi nghiệp vụ, hoàn thiện bộ hồ sơ kê khai hải quan, các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu và kiểm kê hàng hóa, với mục đích cuối cùng là lập được báo cáo tài chính, phân tích xử lý toàn bộ các tình huống trong công ty thương mại xuất nhập khẩu. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học này. Các nội dung chính trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung. Nội dung liên quan đến khai báo các dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai, các chứng từ phát sinh trong kỳ đối với công ty thương mại xuất nhập khẩu. Và nội dung thứ ba liên quan đến báo cáo cuối năm. Ở các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, các bạn sẽ được đi vào tìm hiểu các công việc bàn giao của một kế toán từ kế toán cũ để chúng ta nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh kiểm tra và đối chiếu sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản của dữ liệu đầu kỳ. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty thương mại nhập khẩu. Để hạch toán được toàn bộ các hóa đơn chứng từ trong công ty thương mại nhập khẩu, các bạn phải xác định được hình thức chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng và theo chế độ kế toán nào để chúng ta hạch toán đối với các hóa đơn liên quan đến mua hàng hóa trong nước và mua hàng hóa nhập khẩu, các hồ sơ hải quan liên quan đến nhập khẩu, nhập kho, các chi phí trước hải quan, sau hải quan và thực hiện việc phân bổ các chi phí. Hướng dẫn thực hiện việc xử lý các số liệu không khớp trên thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu. Hướng dẫn cho chúng ta các chứng từ bán hàng. Hướng dẫn cách hạch toán đối với các hóa đơn bán ra, giảm giá hàng bán bị trả lại và các bảng kê bán hàng, sổ chi tiết bán hàng cũng như sổ tổng hợp bán hàng. Hướng dẫn cách hạch toán đối với mua công cụ, dụng cụ và mua tài sản cố định. Hướng dẫn thực hiện việc hạch toán, ghi tăng cũng như phân bổ công cụ và trích khấu hao tài sản cố định. Thực hiện việc đối chiếu để kiểm tra sai sót đối với công cụ và tài sản cũng như cách sửa sai. Hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương và trích bảo hiểm xã hội. Kiểm tra cân đối lại các nội dung liên quan đến sổ quỹ và sổ tiền gửi ngân hàng, cân đối các công nợ phải thu, phải trả cho nhà cung cấp, kiểm tra đánh giá chênh lệch tỷ giá đối với nhập khẩu, hướng dẫn việc cân đối công nợ phải thu và phải trả cho nhà cung cấp, bao gồm phải trả cho nhà cung cấp nước ngoài, hướng dẫn việc kiểm tra lại dòng tiền đối với trường hợp dòng tiền bị âm thì hướng dẫn cách xử lý và hạch toán, đánh giá chênh lệch tỷ giá vào cuối năm, tính kho và kiểm tra số lượng tồn kho, báo cáo bảng cân đối tài khoản. Hướng dẫn việc lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng quý, khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thực hiện việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Nội dung thứ ba liên quan đến các công việc cuối năm trước khi lên được một báo cáo tài chính hoàn thiện cho công ty thương mại nhập khẩu thì chúng ta sẽ phải thực hiện kiểm tra lại toàn bộ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, cân đối các số liệu trước khi nộp, hướng dẫn thực hiện việc nộp các tờ khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân và kê khai thực hiện nộp bộ báo cáo tài chính, in sổ sách cũng như kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi tham gia vào khóa học trong công ty thương mại nhập khẩu. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học bao gồm lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Tất cả các chứng từ và hóa đơn các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Trên trang web ketoanviethung.com, các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online. Đây là khóa học kế toán tổng hợp trong công ty thương mại nhập khẩu. Các nội dung trong khóa học sẽ được chia làm các phần, bao gồm các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, hướng dẫn hạch toán các chi phí phát sinh trong kỳ cho đến khi lên báo cáo tài chính. Để xem được nội dung của khóa học, các bạn sẽ nhấn chọn vào từng phần và nhấn xem nội dung. Mỗi một chứng từ, một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết cho các bạn các nghiệp vụ và các nội dung hạch toán trên phần mềm.
Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.